có vẻ như chúng đặt bom ở tháp đồng hồ. Chú ý vào thằng kia. Cái gì thế? Đến lúc rồi. Ngưng động thời gian. Thời gian có hạn, nhanh lên đi. Ok. Không thể nào, vẫn còn một con cử động. Hết xài năng lực nhé. Chết tiệt, đầu tôi đau quá. Cút đi. Tại sao? Vẫn chưa hết giờ bạn. Ôi không, anh G-Man Tantan ơi. Thằng này khá đấy, ăn từng đó tên lửa mà vẫn sống. Chúng ta bị bao vây rồi. Hey, nhìn qua bên kia đi. Cô mau qua đó bắt nó, kể bọn tôi. Tôi lấy được rồi, dừng lại mau. Không thể nào. Chúng lừa mình. Đành phải liều một phen vậy. Bọn anh sẽ nhẹ nhàng với cô em thôi. Bứt phá giới hạn. Dồn tất cả vào đòn này. Ngưng động thời gian. Hay lắm, mình phải nhanh lên mới được. Dâu Hòa, mình có ý này. Hay quá, vừa kịp lúc. Thả tao ra. Dám bắt nạt bà à? Tiếng động này là... Tiếng gì thế? Từ đó đi. Ok. Ôi không, cái quái gì đây? Khốn kiếp, không cắt được xích. Có vẻ đã hết bom rồi. Nhí Đông còn bự hơn cả tôi. Chỉ bằng ba ông cộng lại chứ mấy. Thôi thôi, cho tôi xin. Ông gõ mạnh cái nữa là loa tôi bẹp rúm mất. Mừng nài trở về. Cho người sửa chữa lại bộ máy của ta đi. Ta đã phải cố gắng lắm mới trở về được đấy. Ta nghỉ chút đã. Nai ấy đang ở đây. Kỳ thật, ta phải giải thích thế nào để ngài ấy nguôi giận đây? Đó không phải ý tưởng của tôi. Keep their titans busy with your horror toilets, or whatever you call them. Soon there will be no place for them to retreat or upgrade. Clocks will fall. Ổn không anh bạn? Ổn. Vẫn chưa sửa xong sao? Tháp đồng hồ này phức tạp hơn tôi nghĩ. Tôi xin lỗi. Có thật là mấy ông biết sửa không thế? Thế này mà ông kêu ồn. Nếu không biết cách thì phải gọi tôi sớm hơn chứ. Xem nào, tháo hộ tôi cái đồng hồ đó. Đầu đất, thế mà tìm mãi. Phiền cậu đưa cho anh bạn đằng sau hộ tôi cái. Ngay bây giờ thì không được rồi. Bọn chúng đã gửi một lực lượng đến cầm chân chúng ta. Lên phi thuyền bao, có biến rồi. Tới đây đi, tao sẽ đập hết. Chết tiệt, mình sơ suất rồi. May mà có tôi đến kịp. Nghe tôi này, kẹo nữa cậu hãy bay đến cơ sở 2, còn tôi sẽ chui xuống lòng đất tới sau. Tôi hiểu rồi. Tới hết đây đi lũ tôm tép. Tôi cứ có cảm giác bồn chồn không yên. Chết rồi, phải tăng tốc thôi. Cái số mình đúng thật đen đủi. Nó đầy tiến sĩ. Tôi sẽ sửa lại anh ấy. Sao giờ thủ lĩnh? Chúng ta phải ở lại để giúp tiến sĩ nữa. Clockwoman, cô đi được chứ? Vậy mời mọi người vào phòng. Hãy đưa tôi đến đó, TV Woman. Ok bà. Chúng ta cũng phải nhanh lên. Bọn mày đừng hòng vào được bên trong. Quân ta đang thất thế. Hết cách rồi sao? Cái quái gì vậy? Mình bị đâm sao? Để tao bồi thêm cú chí mạng nhé. Thằng đạo vậy. Đây mới là chí mạng nè. Hay quá, tộc Dorjin tới rồi. Xin lỗi mọi người vì bọn tôi tới trễ. Vẫn khỏe chứ ông? Hãy cứu những người bị thương đi. Nhanh lên mọi người, nút khởi động bom hạt nhân nằm ở trong tòa nhà đó. Cẩn thận. Vào hết buộc tao đi. Sức hút mãnh liệt. Chạy đi mọi người. Nó kiệt tác chúng ta mất. Mình không chịu nổi nữa rồi. Vĩnh biệt. Thằng khốn dám xen vào bữa ăn của tao. Thế mày ăn tạm cái này đi. Hey, sao nó không hoạt động vậy ta? Tôi đã sửa xong đâu. Tại ông vội bay đi mà. Chả cần súng, tao cũng có thể tần mày một trận. Từ từ đã, bom hả? Ngưng động thời gian rồi. Chúng ta phải nhanh lên thôi anh bạn. Mẹ nó chứ, có sao không ông? Tôi ổn. Mà cái gì kia? Ê, đó là bom hạt nhân mà. Thời gian còn chưa đến 1 phút, phải nhanh lên thôi. Nghe này, tôi sẽ dùng năng lực lên anh. Hãy chạy thật nhanh vào trong. Xóa bỏ giới hạn. Ngon rồi. Ôi không, là lớp chắn bảo vệ. Nó khởi động rồi, sao giờ? Tôi đã không nghĩ tới điều này. Vậy là kết thúc rồi đúng không? Mày không được bay lên. Bọn mày thua rồi, chết đi. Mình khoan đúng nơi rồi. Cái gì vậy? Ê, ông là người hồi đó làm điều mà tôi không hiểu nổi có đúng không? Còn một cách. Ông đang làm cái quái gì thế? Tâm sự đủ rồi, chết đi. Anh bạn đúng là vị cứu tinh đấy. Such a wonderful beast. I think I just found my favorite toy. What is it? Tôi không nghĩ chúng ta có thể thu phục nó đâu. Don't worry. I expected your failure. Our achievement in this battle was taking control over their devices. Now they believe the emergency message was sent from an ally. This will make it much easier for the next step. Sao tôi thấy có gì đó không đúng? Tôi cũng thấy vậy. Tôi đã đến kịp. Tại sao đến giờ chúng vẫn chưa tấn công? Rõ ràng tin báo là bọn Skibidi sẽ bao vây nơi này mà. Hay là chúng sợ quá nên bỏ về rồi? Mọi việc ổn chứ? Tôi sẽ cố cầm chân chúng vài phút nữa. Đồng ý làm người yêu tôi nhé. Không đời nào. Ôi, chết tiệt. Chuyện gì vậy? Là bọn Skibidi toilet. Có chuông báo động từ căn cứ bọn tôi. Sao cơ? Nó không hoạt động. Chúng ta mắc bẫy rồi. Không thể nào tin tức này là giả được. Thông báo đang thay đổi. Bọn chúng không tấn công nơi này, mà chúng tấn công căn cứ của bọn tôi. Đợi đã Xyvian Tantan, cậu hãy ở lại đây thủ, còn tôi sẽ bay đến căn cứ Dorjin. Hôm nay sẽ là ngày tàn của bọn mày. Khốn kiếp. Mình phải phá hủy cỗ máy đó. Chúng ta bị bao vây rồi. Mọi người đợi tôi. Có vẻ kết thúc thật rồi. Nhanh nữa lên. Bọn mày chết đi. Đừng ai có mệnh hệ gì nhé. Lẽ ra vừa nãy tôi nên đồng ý hẹn hò. Mọi người, làm ơn đừng chết. Tên tiến sĩ cuối cùng của tộc Dorjin đã chết. Một bộ tộc đã bị tiêu diệt. Not a single soul's energy left. Well, except for our little hostage, of course. For now, let's prepare the view for our precious guest. He's here. Seems like you were betrayed by your own allies. Such a sorry trap. Câm mồm đi. I don't need to convince you by words. Action shows everything. Clocks always prioritize themselves over others. And yet, you decided to trust them anyway. What did it cost? Your family, your everything. Cuối cùng ông cũng về. Tất cả là tại tôi. Xin lỗi mọi người. Điều này thật khủng khiếp, tộc Dorjin đã... Chuyện gì thế anh bạn? Tôi biết là anh đang đau khổ, nhưng mà... Không ổn rồi. Tại sao bọn mày lại làm thế? Anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi không hiểu. Chúng mày coi tao là thằng ngu sao? Tao sẽ tiêu diệt hết bọn mày. Bình tĩnh lại đi anh bạn. Đây sẽ là kết cục của mày. Giờ thì kết thúc nhé. Vết thương của tội lỗi sẽ không thể xóa được. Ai thế kia? Được hút không gian. Cái quái gì thế này? Ta đang bị hút vào sao? Hãy cầm lấy cục Rubik này đi anh bạn. Nó sẽ dịch chuyển cậu về căn cứ. Không được, mày không được đi đâu hết. Giờ thì để tôi giúp ông tỉnh ra. Tốt thôi, giờ tao chả ngán đứa nào hết. Ông đúng là chúa tể bị dắt mũi đấy. Mày thì biết cái gì. Cái biệt hiệu ấy rất hợp với bộ đám ít hữu như ông. Ôi chúa ơi. Những người anh em của mình đã bị phản bội, mình sẽ không thua chúng. Ha ha, mày nhiều trò thật đấy. kỳ thật mũi khoan của ta. Hãy thoát khỏi suy nghĩ đó đi, nếu không ông bạn sẽ không còn lối thoát nữa đâu. Đống sĩ này vô dụng trước tao. Ôi Chúa ơi, Chúa ơi. Đọt kết liễu. Nhận lại gấp đôi đi. Cô ấy có lẽ là thứ tình yêu duy nhất mà cậu còn. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Hắn bị đánh cho tơi tả rồi kìa. Bọn mày vẫn nghĩ có thể hạ gục tao à? Dừng tay lại nếu mày muốn cô ta sống. Cô vẫn còn sống sao? Tôi còn sống. Nhưng mà mọi người thì đã... Tôi đã thấy hết rồi. Đừng làm vậy đâu G-Man Tantan. Máy khoan đã sửa xong. Đi thôi anh bạn, còn chờ gì nữa. Thật tội cho anh quá Dorjin. Có chuyện lớn rồi, tất cả bọn họ đã bị tiêu diệt. Có khách, để tôi ra xem. Nói tôi biết nguyên liệu còn lại đang ở đâu. Vậy tôi xin phép mang nó đi. Nguyên liệu cuối cùng có đúng không ông bạn? Chính xác. Mong là anh ấy sẽ sớm được sửa xong. Lối thoát khẩn cấp có lẽ sẽ là hướng này. Không biết là họ có thoát được hết không? Cửa của tầng hầm mở rồi, mọi người chú ý. Tất cả hãy chạy lên phi thuyền mau. Nhanh lên anh bạn, đừng bắn nữa. Kỳ thật, đừng buông tay ra. Chỉ còn từng này người thôi sao? Đúng vậy. Vậy là toàn bộ mọi người đã không qua khỏi sao? Chúng tôi bị bao vây, sau đó thì mọi người đã... Ôi không, các anh em. còn sót một đứa của tộc Dorjin nè. Đòn tấn công đó tới từ đầu thế. Bắt được rồi nhé. Buông tao ra con chó. Còn cố bắn phát nữa à? Anh không sao chứ? Tôi không sao. Tất cả hãy vào tầng hầm mau. Ta ở đây chờ chết sao? Tại sao cửa lại mở ra? Biểu tượng này là của sát thủ Dorjin Man. Cuối cùng cũng cắt được cánh cửa chết tiệt này. Chúng tới rồi. Hãy cầm lấy cục Rubik này, nó sẽ đưa các cậu tới nơi an toàn. Nào, giờ thì tới hết đây đi, tất cả bọn mày, xông lên anh em. Mặt đất đang rung chuyển. Tiếng của G-Man Tantan, TV Woman Tantan không thể làm gì sao? Dorjin Woman, và đống bom đó là trở ngại để cứu cô ấy. Hãy cứu cô ấy, điều đó sẽ giúp cho Dorjin Man Tantan ngừng lại. Nhất định rồi. Lại phải đi do thám, mệt ghê. Cây bút vẫn hoạt động tốt, yên tâm rồi. Ai đó? Lạ nhỉ, rõ ràng có tiếng động mà ta. Làm tí khoai không? Tao uống nước cơ. Cái quái gì thế này? Chúng ta phải đi ngay thôi. Sơ tán khẩn cấp. Anh không định đi cùng họ sao? Tôi sẽ ở lại cầm chân bọn chúng. Nên là cô cứ đi trước đi Clockwoman. Vậy tôi đi đây, anh hãy cố gắng sống sót nhé. Khoan đã, có nguy hiểm. Anh nói sao? Tôi thấy cô chết trước mắt tôi. Khi nào? Ngay bây giờ. Your actions happens like clockwork. Absolutely expected from a leader of class. Having the ability to look at the future is really scary, you know. How much? 10 seconds, I guess. Đằng kia dẫn xuống tầng hầm, cô mau chạy đi. Tôi không thể bỏ anh lại. Nghe tôi, mau lên đi, không còn thời gian đâu. Sao cậu vẫn còn ở lại cơ chứ? Không lẽ cậu định? Đúng vậy. Don't be scared, little clock. Whatever happens, your final destiny is to die anyway. I'm just here to make it faster. Ôi chúa ơi, thật nực cười. Chuyện gì thế này? Cơ thể mình. Ngươi đừng nghĩ ta chịu đứng yên. Chúa ơi, cậu đang làm cái gì vậy? Đó là lý do tôi bảo cậu đừng ở lại. And I thought your race was the most dangerous. Pathetic. Ôi không, tôi đã làm gì thế này? Let's just get this over. Chúng cử quân đến cẳng chân chúng ta. Lên phi thuyền đi mọi người, có biến rồi. Sao tất cả đứng im hết vậy? It's nice to finally see some homie. We have much to discuss. I know you're confused. I'm your large pal. Well, the future large pal for you. I'll be quick, because it's not the first time I'm doing this. Well, it might sound weird, but the leader of this Skibidi toilet for now is not even a toilet. It's a powerful woman. At this time, she will attack our base soon. Everyone leaves, our chief stays, and he actually managed to defeat the purple lady. Though the problem is that she escapes after, teleported with the device on her hand. You know, before you, I asked Clockwoman to use her gun at the moment. Before Clockwoman, I asked the buff guy to destroy that purple device so she couldn't escape. And before the buff guy, when it happened for the first time, I used my last strength and sacrificed myself. The first try cost all my friends just to revive me. The second try failed worse than I could even imagine. And the third try was ridiculously interrupted by some clocks in a white suit and a talking toilet that I've never seen any of them in my whole life. I could try more, but I'm afraid as long as I'm stuck in this loop, I might reach to my limits eventually. But I believe you can change everything. Before Chief starts using his powers, you must kill him. Không đời nào tôi làm chuyện đó được. That lady escapes, she will hunt down every last clock. and after terminating us, she'll go for the rest. But if you kill our leader right in front of her eyes, the least thing she does is forgetting about us for a while, putting her mind at ease. And that's what we exactly need, having enough time to fully revive our Titan. Tự tay tôi phải giết thủ lĩnh sao? Tôi không làm được. Không đời nào. She has a counter Titan. That thing will slaughter all the other Titans. I've seen it. We need our Titan back soon. Even if that means we have to sacrifice our strongest, our leader. Chờ đã, tới lúc đó tôi sợ tôi không làm được thì sao? I know you say that. I could ask others for this, but there's no surprising chief when he already knows what's gonna happen 10 seconds later. However, you have the ability to block other clocks with powers, just with pressing that watch on your arm. Almost a useless ability against the toilets. But for such a situation, it can change everything. The blocking is temporary, but it provides enough time for you to do the job. Tại sao anh có thể nói điều đó đơn giản như vậy? Còn cảm giác của tôi sau khi giết thủ lĩnh của chính mình nó sẽ như thế nào đây? I know. I'm sorry. But in that case, I'm not asking anymore. In the right time and in the right place, you will do the right thing. Lock the clock. Cơ thể của tôi. Theo chỉ dẫn thì nó nằm gần đây. Bọn nó đây rồi. Từ từ xem tình hình trước đã. Họ tới rồi. Thủ lĩnh đâu rồi? Anh ấy ở lại đó. Tại sao anh ấy lại làm thế? Anh ấy tính cầm chân chúng. Chúng ta phải tấn công cơ sở của lũ hacker ngay. Cậu quá đáng vừa thôi. Chuyện gì? Họ vừa mới bị mất cơ sở và cả thủ lĩnh. Tôi vô ý quá, xin lỗi nhé. Không sao, tôi sẽ đi. Vậy để tôi đưa các bạn đến đó. Gì thế nhỉ? Vậy là ổn rồi. Titan của chúng ta đã quay lại. Quốc gia. Này thì hack này. Lên xe đi người đẹp. Hi, cẩn thận đằng sau cô kìa. Buông tay tao ra. Để đó cho tôi xử. Tôi căm hận bọn chúng. Để tôi gắn lại cánh tay cho cô nhé. Thật kỳ diệu, tay tôi liền lại rồi nè. Ổn không, người đẹp? Tôi ổn. Ôi chú ơi, bọn nó đánh vào tận đây rồi. Chạy mau bọn mày ơi, cảm ơn nhé. Mày là ai? Đoán xem, không thể nào có chuyện mày tiêu diệt được hết tất cả. Ông làm tốt lắm. Đã lắp bom xong rồi. Đi thôi. Bên này xong rồi. Vậy thì ra ngoài thôi. Tôi có cái này cho anh đây. Cầm cái này mà dịch chuyển mọi người cho tiện. Cái này dùng kiểu gì ta? Phía sau. Này thì. Ông ổn chứ? Tôi ổn. Mà ông là ai? Tiêu diệt bọn đó. Vải trưởng, sao quân đồng vậy? Để tôi vẽ thêm xuống nhé. Ngon, tôi yêu bạn nhiều lắm. Dứt điểm nè. Hồi vãi, ông giết cả quân mình à? Đừng có lo, tôi tô màu vào là ổn thôi. Mấy ông là ai thế? Năng lực bá đạo vậy. Bọn tôi thuộc tộc bút chì. Chào ông nhé. Đến lúc bật công tắc rồi. Chạy nhanh lên đi mấy ông. Tao sẽ không tha cho bọn mày đâu. Người tha em. Đừng có hỏng. Xin chào quân đồng minh. Hy vọng là chúng tôi đã tới kịp thời. Thank you. As it was predicted, G-Man Apocalypse is in their main headquarters. One last base. Skibidi toilet base number 1 located. Có thể Dorjin Woman cũng bị giam giữ ở đó. We believe that is where your female agent must be imprisoned. However, we must focus on our main goal. G-Man Apocalypse project cannot be allowed to succeed. Our mission is not rescue. Việc giải cứu cứ để bọn tôi lo cho. Cảm ơn các cô. We respect your decision. Be safe and if anything happened, we hope this can help. Cây bút này có thể giúp tôi tàng hình đúng không? It's strange how those who can control time are the last ones to arrive. You want me to stop time for a walk? Don't start it again. What's the news? 7 different dimensions. And at last, I have you all in my grasp. The loop is no more. He will return. And this time, you can't do anything about it. Drop the act. You know we're not bad people. Good people do bad things. With good reasons. Then what are those fucking reasons? You wouldn't get it. Sorry, but there's no point to explain it. But I assure you whatever we did and will do is for the sake of our friend's future. Let's just say you can't expect us to stop. You don't seem to understand. I'm not here to convince you. I'm here to destroy you. Powers, and yet you stand a chance? Something's wrong with y'all. Don't belong here. This is not over. Who's gonna report this to him? Nah, I can go for a good meal. Well, let's go, suspect! Nơi này thật hoang tàn. Bọn chúng đến đó. Thế thôi. Mau chạy nhanh vào tòa nhà. Chết tiệt, hắn nhìn qua gương. Có ai đó đang đến. Không bắt được tín hiệu nữa rồi. Tao đã được trang bị thêm rồi. Mạnh nhỉ. Rồi nhé, thật vậy không? Thì thật, không tránh được rồi. Gì thế kia? You're starting to get better, old man. Tôi mạnh lên thì bà phải cảm thấy vui mới đúng chứ. You've become pretty bold, haven't you? That drill titan is hopeless. As long as he keeps holding back, he's of no use. Well, I guess it's better than having him against us. Besides, I don't need him anyway. Took me long enough to prepare my master's favorite toy. Behold, the counter titan. Bà nói hơi nhiều rồi đấy. Nội bộ lục đục à? The hell you think you're doing? Whatever. We were planning to eliminate all the species anyway. Cẩn thận đấy. Ra chỗ khác. Mẹ nó, sao cứng thế nhỉ? Sao chết kỹ năng? Giờ thì tao có thêm vũ khí rồi. Năng lực ghê gớm đấy. Ôi không, cái búa của mình. trò này không có tác dụng đâu. Tao đã sao chết tất cả rồi, bọn mày thua chắc. Thay đổi chiến thuật. Bọn TV phiền phức này nữa. Còn thế này thì sao? Không thể tin nổi. Giờ đi khỏi dịch chuyển nhé. Đầu bình choáng váng quá. Mày thật sự có thể sao chép tất cả sao? Đã tới lúc kết thúc trận đấu rồi. Hãy mau dừng lại. Buông tao ra. Tao sẽ buông khi mày hết cử động. Ném thử mũi khoan của tên G-Man Tantan nhé. Aha, mũi khoan này tốt thật đấy. Hay hay khoan đã thật. Dừng lại mau. Bỏ tao ra cái thằng này, thích sàm sỡ không? Này thì ôm này. Đỡ này, cú đá định mệnh. Nhạc nhân vật chính nổi lên rồi à? Sao mạnh dữ vậy ta? Đánh đủ chưa? Tao trả đũa lại nè. Làm gì đấy? Thả ra. Cuối cùng cũng xong. Đó, đùa nhau hả trời. Lấy kiếm của tôi mà xài nè. Thôi thì dùng tạm. Ôi thật là một thất bại hoành tráng. Ta rất ấn tượng. Vậy giờ các người có thể chết được không? Chúng ta còn có một trái đất để chinh phục. Làm như ta nghe lời bố ấy. Cái quái gì đây? Đây rồi. Đợi mãi. Không thể thấy được. Ôi, nhẹ tay tí anh ơi. Biến đi chỗ khác. Lên đi, con kiến tím kia. Không thể nào. Hãy kích hoạt công tắc thịnh nộ của người ngay bây giờ. Ok chị Đại. Không cần biết các người cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta cần khắc chế của ta sẽ luôn luôn chiến thắng. Hắn ở đó từ khi nào? Nhát chém không gian. Chủ nhân của ta sẽ bắt ngươi phải trả giá. Ngươi không biết là ngươi đang đùa với ai đâu. Hãy nhìn lại những người bị ngươi sát hại đi. Bọn ta hận ngươi. Cuối cùng ngươi cũng có ngày này. Hãy phán xét vụ ta đi, là Chúa. Làm tốt lắm ông bạn. Anh ấy đã chết mất rồi. Thế ông quên tôi là ai rồi à? Tua ngược thời gian. Ảo vậy cha nội. Năng lực của nhiên danh bất hư truyền. Nó vẫn còn sống, đúng là da như đìa. Ngưng động thời gian. Đến đồng hồ còn không đỡ nổi chiêu này cơ à. Mình đúng là mạnh lên nhiều rồi. Nhát chém không gian. Vãi trường, nổ cả đồng hồ luôn. Đồng hồ giờ vô dụng trước năng lực nâng cấp của tôi rồi. Nhạt nhẽo vãi. Để tôi sửa lại cho cậu. Năng lực xịn. Thank you vì làm yêu. Ok. Các người cứ chờ đấy, ta sẽ còn quay lại.